hết năm 2016, cả nước có 34.211 ô tô công. Chi phí sử dụng cho một xe công trung bình khoảng 320 triệu đồng mỗi năm. Nếu thực hiện khoán xe công trên diện rộng, số xe công sẽ giảm từ 40 đến 60% so với hiện nay. Số tiền tiết kiệm được cho ngân sách sẽ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Không chỉ thế, việc khoán xe công còn được đánh giá là tác động tích cực tới trách nhiệm hoàn thành công việc của mỗi cá nhân. Và đáng ra chúng ta phải làm lâu rồi, bởi vì cái việc mà khoán cái xe công ấy, nó sẽ làm cho các cái chủ thể người ta chủ động và tích cực hơn trong cái công việc. Cái điều thứ hai ấy, là nó tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Và cái điều thứ ba ấy, nó đảm bảo cái tính công bằng của mọi cái công dân. Theo các chuyên gia kinh tế, các nước phát triển hiện đã khoán một mức lương chung bao gồm chi phí sinh hoạt, nhà ở, đi lại, chi phí dịch vụ thư ký, tư vấn đối với một số chức danh. Còn ở Việt Nam, đến thời điểm này, lương được tính cơ bản theo mức sống, chưa bao gồm các chi phí khác phục vụ cho công việc của cán bộ. Để khoán xe công được hiệu quả, các chuyên gia cho rằng không nên tính toán quá tỉ mỉ mà nên dựa trên lợi ích thu được khi thực hiện khoán. Là đứng dưới góc độ quản lý chi phí, tôi chỉ cần biết là sau khi tôi chi ra 12 triệu, thì ngân sách nhà nước liệu có tiết kiệm được hơn 12 triệu hay không? Và cái số chênh lệch và tiết kiệm được ngân sách là bao nhiêu? Tôi quan tâm mỗi vấn đề đấy thôi, cuối cùng mục đích của tôi là tiết kiệm ngân sách. Cũng có ý kiến cho rằng khoán xe công không được nhân rộng, vấn đề không nằm ở chỗ số tiền khoán ít hay nhiều, mà quan trọng nhất là ở chỗ xe công giúp lãnh đạo chủ động trong công việc. Do vậy, nếu không quyết liệt sẽ khó mà triển khai rộng. Nếu mà thực tế Bộ Tài chính cảm thấy có hiệu quả thực sự, tiết kiệm được cái mồ hôi nước mắt cái tiền thuế của dân ấy, thì hãy làm cách kiên quyết, làm giải quyết lên tận gốc, làm bằng cách gì? Bắt buộc chứ không có tính chất là khuyến khích. Nếu hình thức khoán xe công hiệu quả nhưng chỉ dừng ở khuyến khích thì trên thực tế chỉ mang tính chất nửa vời. Để khoán xe công thực sự hiệu quả, phần lớn ý kiến đều cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ dưới hình thức bắt buộc như trong dự thảo hiện nay.